Kính chào quý vị và các bạn đã đến với chương trình trên kênh YouTube Cuộc sống hôm nay của chúng tôi. Những thông tin hữu ích sẽ được chúng tôi cập nhật để gửi tới quý vị ngay sau đây. Ông Trump công kích cháu trai Kennedy. Ông Trump công kích Kennedy Jr. cho rằng ứng viên độc lập này tham gia cuộc đua vào Nhà Trắng nhằm giúp Tổng thống Biden tái đắc cử. RFK Jr. là ứng viên tự do cực tả do phe dân chủ cài vào nhằm giúp Joe Biden gian trá, Tổng thống tệ nhất lịch sử Mỹ tái đắc cử Ông Donald Trump viết trên mạng xã hội True Social ngày 26 tháng 4 nhắc đến ứng viên độc lập Robert F. Kennedy, JR, cháu ruột cố tổng thống Mỹ, John F. Kennedy. Động thái cho thấy ông Trump dường như đã thay đổi quan điểm về ứng viên độc lập này. Cựu tổng thống tháng 3 mô tả chiến dịch tranh cử của Kennedy, JR là điều tuyệt vời cho MAGA, viết tắt của khẩu hiệu đưa nước Mỹ vĩ đại trở lại vì sẽ lấy đi phiếu bầu cho ông Biden. Ông Trump còn cho rằng nữ luật sư Nicole Sanahan, ứng viên cấp phó của ông Kennedy Jr., không phải là đối thủ đáng gờm. Ông Trump bình luận sau khi kết quả thăm dò do NBC News thực hiện công bố ngày 21 tháng 4 cho thấy, chiến dịch tranh cử của ông Kennedy Jr. có thể ảnh hưởng đến cơ hội cựu Tổng thống trở lại Nhà Trắng. Ông Trump dẫn trước đối thủ Biden 2 điểm phần trăm nếu đối đầu trực tiếp. Tuy nhiên, khi bổ sung ứng viên độc lập vào thăm dò, ông Biden đào ngược tình thế. Kennedy JR tuyên bố tranh cử hồi tháng 4 năm 2023 với tư cách ứng viên đảng Dân Chủ, sau đó chuyển thành ứng viên độc lập. Ông là con trai cựu Bộ trưởng Tư pháp Robert F. Kennedy. Kennedy JR là luật sư chuyên về môi trường và tác giả sách, từng gây tranh cãi về quan điểm chống vaccine. Chẳng ngại cháu trai Kennedy đặt ra với ông Biden trên đường đua Tổng thống. Robert F. Kennedy JR cháu trai cố Tổng thống Kennedy trở thành ứng viên yêu thích của người gốc Latin và có thể khiến ông Biden đánh mất phiếu của nhóm cử tri quan trọng này. Robert F. Kennedy Jr., 70 tuổi, hồi tháng 3 xuất hiện tại sự kiện ở khu phố Olvera, thành phố Los Angeles, trong ngày Cesar Chavez, nhằm tôn vinh nhà hoạt động nhân quyền người Mỹ gốc Latin nổi tiếng. Sự kiện nhấn mạnh chiến lược tiếp cận nhóm cử tri Mỹ gốc Latin của ông. Kennedy Jr. vốn tranh cử với tư cách ứng viên đảng Dân Chủ trước khi chuyển thành ứng viên độc lập Ông là con trai cựu bộ trưởng tư pháp Robert F. Kennedy và là cháu của cố tổng thống Mỹ John F. Kennedy, người bị ám sát năm 1963. Kennedy Jr. là luật sư chuyên về môi trường và tác giả sách, từng gây tranh cãi về quan điểm chống vaccine. Ông hiện chỉ chính thức có tên trên phiếu bầu tổng thống vào tháng 11 ở bang Utah và Michigan. Tuy nhiên, chiến dịch tranh cử của ông và Ủy ban Hoạt động Chính trị American Values 2024 cuối tuần qua thông báo – họ đã thu thập đủ chữ ký để ghi danh vào phiếu bầu ở 10 bang khác. Đáng chú ý là hai bang chiến trường Arizona và Nevada, nơi có một phần năm cử tri là người gốc Latin. Nếu Kennedy Jr. thực sự xuất hiện trên phiếu bầu, giới quan sát cho rằng chiến dịch của Tổng thống Joe Biden có thể phải đối mặt thách thức. Người gốc Latin là nhóm cử tri quan trọng, góp phần giúp ông Biden chiến thắng trong cuộc tranh cử năm 2020. Ông từng nhận được sự ủng hộ từ 59% cử tri nhóm này. Cuộc khảo sát của nhóm Equis Research Hồi giữa tháng 2 ở 12 bang chiến trường, với 2010 cử tri gốc là Tình cho thấy, cứ năm cử tri gốc là Tình trẻ thì có một người ủng hộ Kennedy Jr., xét theo địa phương, Kennedy Jr. nhận được 17% ủng hộ từ người gốc là Tình ở bang Arizona và 21% ở bang Nevada. Giới phân tích đánh giá kết quả này đáng lo ngại với ông Biden. Theo cuộc khảo sát, do bị ông Kennedy JR hút bớt phiếu bầu, ông Biden bị cựu Tổng thống Donald Trump dẫn trước trong nhóm cử tri gốc Latin, với tỷ lệ ủng hộ của hai người lần lượt là 34% và 41%. Nếu những con số đó trở thành sự thật vào tháng 11, nó sẽ khiến Đảng Dân Chủ có khả năng mất Nevada và Arizona. Ông Kennedy JR là đối thủ đáng gờm đối với Đảng Dân Chủ. Lượng ủng hộ ông ấy nhận được tương ứng với lượng ủng hộ ông Biden mất đi. Ferdinand Amandi, từng là nhà thăm dò dư luận cử tri gốc Latin cho chiến dịch của Obama nói. Năm 2020, ông Biden trở thành ứng viên dân chủ đầu tiên đổi màu bang Arizona từ đỏ sang xanh kể từ cuộc bầu cử của cựu Tổng thống Bill Clinton năm 1996, khi thắng ông Trump với cách biệt chưa đầy 11.000 lá phiếu. Tại bang Nevada, ông Biden cũng chiến thắng với chênh lệch nhỏ là 34.000 phiếu, tương đương 2,4%. Bang này gần đây có xu hướng nghiêng về đảng Cộng hòa. Sau cuộc bầu cử năm 2020, Viện Brookings xác nhận Nevada và Arizona, nơi có tỷ lệ cử tri trẻ gốc Latin chiếm 40%, là những bang chiến trường mà sự tham gia của nhóm cử tri gốc Latin có thể định đoạt cuộc đua vào Nhà Trắng. Nếu Kennedy Jr có mặt trên phiếu bầu của hai bang này, đó sẽ là mối đe dọa. Ông ấy sẽ làm giảm số phiếu bầu của Biden. Mike Noble, nhà sáng lập công ty thăm dò dư luận Noble Predictive Insight nói một số cử tri trẻ tuổi gốc là tình ủng hộ Kennedy JR không phải vì ông xuất thân từ gia đình có truyền thống chính trị, mà họ cảm giác hai đảng hiện tại không đáp ứng các nhu cầu của mình, đặc biệt về y tế. Ismael Brandon Hernandez, cử tri 29 tuổi người Mỹ gốc Mexico, sống ở Arizona và từng có 4 năm phục vụ trong quân đội. Năm 2017, anh ra quân vì chấn thương sọ não và đã trải qua hai cuộc phẫu thuật lưng thất bại. Anh có trải nghiệm tồi tệ với hệ thống bệnh viện dành cho cựu binh và thất vọng trước hóa đơn y tế đắt đỏ của bố mẹ. Lời kêu gọi cải tổ hệ thống y tế ở Mỹ đối với các bệnh mạng tính mà Kennedy JR đưa ra khiến Hernandez hy vọng. Ông ấy khuyến khích tôi bỏ phiếu cho ông ấy cũng như khiến tôi quan tâm một cách nghiêm túc hơn về đất nước của mình. Tôi hiện tại không ủng hộ Đảng Dân Chủ hay Cộng Hòa. Tôi muốn bầu cho ứng viên độc lập. Anh nói. Leslie C. Gonzalez, 27 tuổi, điều hành một công ty vệ sinh xây dựng và công ty sản xuất ở East Mesa, bang Arizona. Cô tin rằng với những kinh nghiệm về môi trường, ông Kennedy Jr có thể giải quyết các vấn đề về nguồn nước của bang này. "Tôi nghĩ rằng ông ấy có thể trở thành người đưa nước Mỹ vĩ đại trở lại," Gonzalez nói, thêm rằng những nỗi thất vọng về hệ thống y tế hiện tại cũng thúc đẩy cô bỏ phiếu cho Kennedy Jr. Noah Herrera, 5 năm tuổi, làm trong ngành bất động sản ở Las Vegas, là kiểu cử tri mà đảng Dân Chủ lo lắng sẽ đánh mất vào tay Kennedy JR nhất. Là người ủng hộ ông Biden năm 2020, Herrera hiện là phó chủ tịch liên minh những người Nevada độc lập, nhóm được thành lập để cung cấp nền tảng trung lập cho các cử tri phi đảng phái. Herrera từng bỏ phiếu cho ông Obama và Trump trước khi bầu cho ông Biden năm 2020, nhưng giờ đề ngò khả năng ủng hộ Kennedy JR. Tôi có thể là đảng dân chủ ủng hộ Kennedy hoặc người cộng hòa ủng hộ Reagan. Tôi là người trung lập, tôi sở hữu doanh nghiệp, đóng thuế, có trách nhiệm xã hội và bảo thủ về mặt tài chính, ông nói, nhắc đến cựu tổng thống Ronald Reagan. Chiến dịch của ông Biden đã đầu tư thiết kế quảng cáo bằng tiếng Tây Ban Nha. Tổng thống Biden cũng đã tới Nevada và Arizona hồi tháng trước để khởi động chương trình tiếp cận cộng đồng Latin. Leo Murrieta giám đốc nhóm Make the Road right Action ở Nevada đã giúp đỡ những cử tri gốc Latin ở Las Vegas trong 16 năm qua. Ông không ủng hộ lập trường chống vaccine của Kennedy JR, nhưng nhấn mạnh nỗi đau đớn nhất ở Nevada là khả năng chi trả của người dân từ nhà ở cho tới hóa đơn hàng tạp hóa. Murrieta cho rằng cơ hội mà ông Kennedy JR có là do đảng Dân Chủ đã không làm đủ tốt để giữ chân cử tri gốc Latin, khiến họ ngày càng quay sang ủng hộ ứng viên độc lập. Ông cảnh báo, nếu Kennedy JR nỗ lực lấy lòng cử tri người Mỹ gốc Latin, ông Biden sẽ rơi vào tình thế khó khăn. Họ cần phải nỗ lực hơn. Họ có thể coi nhẹ Kennedy JR, nhưng ông ấy đặt ra mối đe dọa thực sự và họ đang đối mặt tình huống nguy hiểm, Murrieta nói. Hé lộ kế hoạch của ông Trump về NATO và xung đột Ukraine Nếu tái đắc cử, cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump sẽ tách NATO thành hai nhóm và tìm cách giải quyết xung đột Nga-Ukraine nhanh nhất bằng con đường ngoại giao, nguồn tin ngoại giao cho hay. Truyền thông Mỹ dẫn nguồn thảo tin ngày 11 tháng 4 cho biết cựu Tổng thống Donald Trump, ứng viên Tổng thống của Đảng Cộng Hòa, được cho là đã lên kế hoạch chia các nước NATO thành hai bậc, tùy thuộc vào chi tiêu quốc phòng của từng quốc gia. Nguồn tin cho biết, qua các cuộc trao đổi, nhiều đại sứ châu Âu nắm được thông tin rằng ông Trump muốn thúc đẩy ý tưởng một NATO hai bậc. Theo đó, nhóm thành viên chi tiêu quốc phòng dưới 2% GDP sẽ không được bảo vệ theo Điều 5 về phòng thủ tập thể. Điều khoản nằm trong hiến trường NATO nêu rõ, Bất cứ cuộc tấn công hay đe dọa nào nhằm vào một trong các thành viên của khối sẽ bị coi là tấn công hay đe dọa toàn liên minh. Khi đó, NATO có quyền tiến hành các biện pháp tập thể để ngăn chặn mối đe dọa hoặc đáp trả cuộc tấn công. NATO là liên minh quân sự gồm 32 thành viên do Mỹ dẫn dắt. Các thành viên đã nhất trí chi ít nhất 2% GDP cho quốc phòng. Tuy nhiên, ước tính của NATO cho thấy chỉ có 11 thành viên chỉ đúng mức này. Khi còn đứng trước, ông Trump từng nhiều lần phàn nàn việc Mỹ phải gánh chi phí cho các thành viên NATO. Ông thậm chí từng cảnh báo rút Mỹ khỏi liên minh này. Hồi đầu năm nay, ông Thierry Breton, Ủy viên Thị trường Nội địa châu Âu cho biết, ông Trump từng nói với Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen vào tháng 1 năm 2020 rằng Mỹ sẽ không hỗ trợ nếu châu Âu bị tấn công. Các vị cần hiểu rằng nếu châu Âu bị tấn công, chúng tôi sẽ không bao giờ đến để giúp các vị, hỗ trợ các vị. Ông Breton trích lại tuyên bố của ông Trump khi còn đương chức. Khi đó, ông Trump còn nói, NATO đã chết, chúng tôi sẽ rút khỏi NATO. Các vị còn nợ chúng tôi 400 tỷ USD vì các vị đã không chỉ trả những khoản cần thiết cho quốc phòng, đặc biệt là Đức. Trong một sự kiện vận động tranh cử hồi tháng 2, ông Trump cũng từng gây tranh cãi với văn ngôn Nga có thể làm bất cứ điều gì họ muốn đối với nước nào không trả đúng hạn các khoản đóng góp tài chính và quân sự của NATO. Về kế hoạch của ông Trump đối với cuộc xung đột ở Ukraine, một số nhà ngoại giao châu Âu nghe ngóng được rằng cựu chủ nhân Nhà Trắng muốn đưa Moscow và Kiev vào ban đàm phán, thúc đẩy họ đạt thỏa thuận chấm dứt xung đột theo nguồn tin nếu ông trump tái đắc cử ông ấy nhiều khả năng sẽ liên hệ với tổng thống nga vladimir putin và người đồng cấp ukraine volodymyr zelensky ngay sau khi giành chiến thắng hoặc vào ngày nhậm chức ông trump có thể dùng viện trợ quân sự của mỹ làm công cụ để gây sức ép với ukraine nếu ukraine muốn tiếp tục viện trợ thì họ phải ngồi lại và đàm phán và nếu nga không muốn chúng tôi cung cấp số lượng lớn hỗ trợ mới cho ukraine thì họ phải ngồi xuống và đàm phán điều đó không có nghĩa là nhượng bộ ukraine hay nhượng bộ tất cả những đề nghị của nga nguồn tin giải thích. Washington Post tuần trước dẫn nguồn tin ẩn danh nói rằng ông Trump đang ấp ủ kế hoạch gây sức ép buộc Ukraine nhượng bộ một phần lãnh thổ để đạt được thỏa thuận hòa bình với Nga. Theo kế hoạch này, Ukraine có thể phải từ bỏ bán đảo Crimea, vùng Donbass để đổi lấy thỏa thuận chấm dứt xung đột với Nga. Đại diện của ông Trump sau đó đã bác bỏ thông tin của Washington Post. Ông Trump bác tin muốn Ukraine nhượng lãnh thổ, đại diện của cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump bác bỏ thông tin rằng ông có kế hoạch buộc Ukraine phải nhượng bộ lãnh thổ để chấm dứt xung đột với Nga. Tất cả chỉ là tin giả từ Washington Post. Họ đang bịa đặt. Jason Miller, cố vấn của cựu Tổng thống Donald Trump ngày 7 tháng 4 cho biết. Cố vấn này cũng nhấn mạnh thêm rằng ông Trump sẽ không ấn định một kế hoạch hòa bình Ukraine cho đến khi ông có thể tái đắc cử, nhậm chức và cân nhắc tất cả các phương án. Bình luận trên được đưa ra không lâu sau khi Washington Post cuối tuần qua dẫn nguồn thảo tin nói rằng ông Trump đang ấp ủ kế hoạch gây sức ép buộc Ukraine nhượng bộ một phần lãnh thổ để đạt được thỏa thuận hòa bình với Nga. Theo kế hoạch này, Ukraine có thể phải từ bỏ bán đảo Crimea, vùng Donbass để đổi lấy thỏa thuận chấm dứt xung đột với Nga. Ông Trump được cho là tin rằng cả Nga và Ukraine đều muốn giữ thể diện và tìm lối thoát cho cuộc xung đột hiện nay, và người dân ở các vùng của Ukraine được cho là sẽ đồng ý trở thành một phần của Nga. Kiev hiện chưa bình luận về thông tin của Washington Post, nhưng trước đó, Tổng thống Volodymyr Zelensky nhiều lần tuyên bố Ukraine sẽ không bao giờ nhượng bộ lãnh thổ để đổi lấy hòa bình. Kế hoạch mà Washington Post đề cập khác xa với mục tiêu hiện tại của chính quyền Tổng thống Mỹ Joe Biden là tiếp tục hỗ trợ Kiev ngăn chặn Nga mở rộng chiến dịch quân sự vào Đông Âu. Trong chiến dịch vận động tái tranh cử của mình, ông Trump bày tỏ quan điểm không ủng hộ tiếp tục cấp hàng tỷ USD viện trợ cho Ukraine. Ông cho rằng những gì đang xảy ra ở Ukraine không phải lợi ích chiến lược của Mỹ. Ông nhiều lần tuyên bố nếu tái đắc cử, ông chỉ cần 24 giờ để giải quyết xung đột Nga-Ukraine. Kế hoạch của ông là dựa vào mối quan hệ cá nhân để vừa thuyết phục vừa gây sức ép với Tổng thống Ukraine Zelensky và Tổng thống Nga Vladimir Putin. Cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi chương trình của chúng tôi. Nếu quý vị thấy thông tin bổ ích và thú vị, xin hãy đăng ký và nhấn chuông thông báo để cập nhật thông tin trong những chương trình tiếp theo.